Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Rồi, hello các bạn nha, chào anh em cùng đam mê nha. Hôm nay mình đi chung với mấy thằng em. Đây, rồi, vô camera liền. Đâu, tên gì? Con tên gì? Con tên Nguyễn Minh Tăng. Em tên gì? Nguyễn Hữu Tính. Còn em? Nguyễn Minh Bò. Rồi, Nguyễn Minh Bò mới đúng. Tụi ra đi với cây của băng lưng tặng nè. Bây giờ đi kiếm mấy con chim nhỏ nhỏ sinh tồn với mấy con nhóc nhỏ trong xóm ở U Bình Thượng nè. Giờ tụi ra đang đi chiến với mấy con nhóc nhỏ. Rồi, để tụi ra sẽ quay cho anh em coi nha. Đây là lần đầu tiên siêu đỉnh luôn. Mà còn quay phim nữa chứ. Đó, thấy không? Dắt mấy nhóc nhỏ đi là thằng này lụm chim. Này là lụm chim đúng không? Tính là hậu cần bên thung, còn kia là sách chim. Mọi người có công việc nha mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu chiến, gặp gì giết đó thôi, bắt vô vòng sớm. Rồi để Sầu Ca lấy đồ nghề làm ná cho mấy đứa nhóc. Đây, đây, đây. Rồi, để anh làm nè, đợi chút xíu. Con bịt thung cột đây rồi, đúng rồi. Đây anh. Mấy cây vậy? 1, 2, 3 hả? Nhóc này có đi chung luôn không? Có luôn kìa, làm cho 1 cây luôn. Từ từ, 4 cây phải không? 4 cây ná. 1 cây. 1 cây này tới 10 tỷ nữa. Cây này của ai đây? Chưa, cầm đi. Rồi. Rồi ok ok, đến kiếm ná cho từ từ. Rồi anh kiếm cây khác có sao đâu. Đây cây nè. Ừ. Nè, ở đây có con cây nữa nè, hai cây này nè. Cây này cây giữa của em cho. Rồi ok, đây ba cây luôn nè, thấy không? Mấy cái gì này tụi em cho. Không có giữ của tao. Tao có giữ của tao. Bo mà lấy. Trời, kiếm cái khác. Nhầm cái gì? Em muốn cây giữa mà. Cây nào cũng được chứ, cây nào bắn cũng chết chứ. Nhưng mà không biết có chút không hả? Ờ, ai vô đó. Ok luôn. Cây giữa này bự lắm đúng không? Giữa này bự lắm đúng không? Ừ, bự kìa. Đâu? Kệ đi. Đâu nó có thấy đâu cả. Đâu? Cho em cái ừ, này đây, cho em cái này. Cái mini mà nó con nhìn đã thiệt. Đẹp không? Đẹp. Về nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh nữa. Trời ơi. Em đăng ký sẵn rồi. Kênh Phương là kênh Sầu Ca Vlog không? Ừ. Trời à, follow quả gì. Đừng có follow đâu. Cái này đẹp nè. Cái này bao đẹp nè. Thấy không? Cái này thấy gì bắn im lắm nè. Ừ, bắn bữa nay cầm ai? Thôi gãy anh cũng cắt cái khác cho em mà. Ừ. Sợ gì? Sao mà gãy được? Đây nè. Thì đó của anh. Mày đi. Ok. Gói mày này làm cho. Dạ, cây đó của em đấy. Rồi, cây này của con Tính đúng không? Dạ, của con Tính. Cây này con Tính phải không? Dạ, cái này cho con. Rồi, ok. Em hằng cầm cái nhỏ ra đi. Dục đi. Tay. Ừ. Từ từ. Giữa nè, tới phần giữa nè. Không, mình dao mình gọt. Đu. Đu. Đã vậy? Ừ. Đu. Ủa rồi là chắc trăm mấy à? 18 triệu. Dạ. Thiệt. 18 bén triệu. Đó mày. Bén mới 18 triệu thôi anh thật. Ừ, thấy không? Dao bén không? Bén. Đu. Đu. 18 triệu thiệt hả anh thật? 10 chiếc xe đạp của em luôn. Dạ, nãy 1.8 triệu là 1 chiếc. Đúng không? Dạ. Chú 7 à. Chị 7 thì này, cây này 18 triệu. Ở lúc anh Thừa nhớ anh Thừa quýnh bài không anh Thừa? Ừ. Trời mới vô một chút thôi cọc tiền. Ừ. Ghê chứ. Anh Thừa làm gì cũng ghê chứ. Ghê không? Ghê. Trời anh Thừa mà. Má lúc anh vô quýnh bài hả? Mới chơi chút xíu cọc tiền luôn mày. Rồi. Youtuber mà cái gì cũng ghê chứ. Đúng không? Dạ đúng. Mình ghê. Mình đăng lên Youtuber này. Rồi, cái này đẹp nè, cái này là cầm ai bắn tay phải gì nè, thấy không nè, móc nè, thấy không đó. Em bắn tay phải hay trái? Nãy giờ anh Thừa bắn. Ừ. Cắt tới đây. Rồi đây phải không?
rồi làm dấu. Mở đây đi, từ từ làm dấu gọt này ra. Cưa nữa này nha. Đúng rồi, phải cưa chứ mình đo kích thước đâu đúng bắn nó mới chuẩn được. Cho mấy đứa bên này bắn luôn mà. Rồi. Bên này gọt đều trên đây. Thấy nó xéo xéo cho anh gọt nha. Bây giờ biết không? Mất hả? Bởi vậy không giữ gì chứ mà. Có lá xịn mà. Mấy lá này làm ra là bán 1 tỷ, 1 tỷ cây. Cây qua đây lấy cái gì? Mình biết cái đồ này là đồ gì luôn này, đồ cu bia. Cu bia nắp, cu bia nắp gì ta? Nắp gì gỗ? Cầm ban, cầm ban. Ờ, cầm ban đúng không? Chơi quá. Cầm ban chơi quá. Nắp gì gỗ á, mình dặn vô. Nó có gì cựa để em gọt. Nãy giờ bây giờ còn đúng 3 bộ chưa? Đúng rồi. Bộ đâu? Bộ nãy đi, nãy cầm cái đồ này. 3 giây của 3 thằng nữa, 2 chim 2 chim. Đâu mày mất cái bộ hả? Sao làm? Không, mày có cộng màu vàng mà. Ừ, cộng màu vàng. Mày để nghe rồi. Rồi, để họ làm trong bộ. Cộng màu xanh nào mất tiêu hả? Đúng rồi. Mày hay là mày cắt á, mày kêu thường làm cho mày cái ná mới. Cái màu xanh đây nè. Đâu bộ hả? Đâu lấy cái đồ nghệ xuống này, lấy màu xanh này đi. Lấy cái đồ nghệ xuống làm cho xong. Lấy cái đồ nghệ xuống tính. Rồi. Rồi làm cho đợi chút xíu làm bao luôn, bao bắn luôn. Kéo 2 tỷ. Chú phép. Rồi là bắn là bao chiếc chim luôn á. Không mày là con chim dụng dành cọc không. Thấy điều này không? À, chưa. Trời ơi, kéo nào vậy? Đâu? À, đây nè. À, bị sẵn. Rồi. Từ từ. Không có đẹp lắm á, rộng nó gì lắm á. Thì người bắn thôi chứ ná nó quan trọng gì mấy đâu. Ừ, người thôi, người mấy thôi. Em bắn trúng mạnh trúng mạnh. Rồi, em cho nè. Gà luôn nè. Rồi, của em. Một cây. Giờ giết chim rồi đó chưa? Một thằng. Cái này của thằng nào? Rồi, ok, 15 giây. Thì bén chưa? Nói chung là cái nào cũng bắn chết chim nha, mà do người bắn thôi phải không? Ừ, đúng rồi, mình tập luyện á, tập luyện lúc nhỏ như tụi em vậy nè, anh cũng tập luyện tụi em vậy đó, tập luyện tới giờ luôn. Giờ tụi em tập luyện đi, tới anh là đi bắn được rồi, rồi tới đó anh chết queo rồi. Tới đó anh già rồi, thấy chưa? Thấy bự chưa, thấy bự mà gọt, gọt nhỏ xíu em không? Nó còn tiện hơn mấy dao kia nữa. Đúng rồi, dao này dao sinh tồn mà, dao dao là vít to à, hàng kỳ sĩ. Anh có bán à? Có. Ừ, dao bé không? Nè, có dao mà đưa gì không? Cái gì sao vậy? Cái sao vậy? Rồi đo tay tới đâu? Cầm trên đây nè, đây nè, rồi rồi chưa? Chỗ nào? Rồi ok, này phải không? Này phải không? Mình giấu liền để hồi biết mình cột. Rồi. Ừ, chắc nè. Chuẩn bị xong rồi. Bữa nay nghỉ gì? Dạ, hôm nay có 7. Ừ, 7 nghỉ sinh tồn. Bữa nay hả? Mấy thứ 7? Ừ, mấy thứ 7 nhanh 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 nói tao không nhìn chứ được luôn. Nghỉ học luôn rồi chứ. Thứ 7 tuần sau sinh tồn tiếp hơn anh rồi. Không, anh về đây mới được. Anh đâu, còn anh đâu về đây sao sinh tồn? Cái nào không về nữa? Mấy tháng nữa mới về hoài. Đâu có về nữa. Đâu về hoài, anh đi chỗ khác nữa. Anh đi giao luôn. Mấy anh giả nó
nó bắn luôn siêu đỉnh luôn á. Ừ, anh nữa nó bắn xuống cái càng dưới nước á, nó bắn một cái quạt. Vậy nè. Rồi cái này thấy không, cái này im lắm nè, thấy không, cái nào thì mỗi người một kiểu. Rồi vô chúng ta đi chiến ngắn hả, cho nó ngắn dài phải không, cưa chỗ này đúng mạnh thì bằng tay à. Tới đâu em cầm tới đâu, tới đây phải không? Rồi ok, dễ mà, cưa tí xíu. Ôi bỏ mẹ chuẩn bị tao cầm cho rồi tôi bay bắn đi tao rảnh mà. Đó đúng rồi, có một người cầm chim chiến rút quân, từ từ cởi lo đâu, ăn nhiệm vụ lo nè, bi nè, dạ tụi bi nè, đem cầm bi chưa, đem cầm bi chẳng bi chưa, mỗi người một nhóm rồi lẫn lên quần gì đó đủ rồi đó phải không, dạ con nó cũng hết trong mà lẫn lên quần, lẫn lên quần á. Này rồi ok fan đi nè, xong rồi đi quá trời bụi với mình nữa nè, à, chúng ta đi chiến chim là hồi nướng luôn, chim hồi nướng luôn đó, ăn là bao ăn luôn, xỉn bữa nay luôn. Tâm con mới qua hôm kia, nay dẫn mấy nhóc nhỏ đi chơi. Rồi chiến nha. Rớt một em. Còn hai em nữa. Rớt một em. Một em nữa. Đây. Trời trời chưa thấy luôn. Tại sao giờ nó đắt vậy? Ba em vô nhà bắn cho tảo chơi với anh em. Đúng rồi. Vuông đây lượm con này mà được. Một em. Một em nè. Hay rớt đen con chạy mất tiêu. Đây nghe em nó hai. Hai em. Còn em nó đây nữa, đi kiếm nó nữa. Chứ nãy em chị nhỏ vậy. Đúng chưa? Trời ơi, bắn nãy rớt cho đây kêu vô dí, chạy mất tiêu hết con rồi, bắn được hai con nữa kìa. Bắn hai con bự luôn kìa. Rớt nè. Rồi lụm người đi. Sao vô được? Không được. Ở trong này nè. Ồ. Nay dẫn mấy dẫn mấy chuối em về giật đó. Ừ đúng rồi. Chuyện với dòi mấy cỏ đó. Thấy không? Chim nó hồi nướng luôn nha, hồi sinh tồn luôn đó. Rồi. Đi mình. Ok, quá trời rồi kìa. Có. Từ từ từ. Chưa không? Con này nó sung quá. Cái nữa nó chết nè. Cái này vô được phải không? Rớt. Ai lụm? Ai? Vỗ tay. Vỗ tay. Đây nè. Đi cho chỗ này nè, lỗ này bự nè. Ừ.
nó đút đầu vô là nó vô được anh em. Thấy không Nhân, thấy không Tính, nhìn nhìn chú Long ăn cái quạt đó đó. Mấy bụi cỏ này nè, bên tay trái em á, bên tay phải em á. Ừ chứ mày em á, ừ rồi mặt đó. Chú bị rửa tay đi Tính, rửa tay đi cho dính máu đi. Chút kín nè, chút lại nữa à. Được rồi, xe té nè. Rồi té rồi, xong rồi. Không, nó bay cùm mẹ ơi, nó bay luôn cái gì ơi, bắn súng cánh hả? Chim con này né nhà ra rớt đỉnh đâu à, hay dữ trời, đỉnh không, đỉnh quá, đỉnh gì bị con nè à, thì ghê trời, lính tôi nghe, ôi trời lính tôi luôn. Từ từ hỏi nhiều lắm, anh bắn hồi là lấy bao giác luôn ghê. Ừ ghê không, thấy ghê chưa, từ từ nó qua, từ từ nó qua đi, chú qua bắn nó. Hai con nè mọi người, hai con ngang coi trên con dưới con. Rồi cái này dưới dưới cánh cây rồi. Đây nè. Lắm. Hai treo. Rồi. Cầm vô, lính lính dữ. Thấy nó chưa? Ghê chạy, thông minh quá. Một con nữa. Siêu đỉnh luôn em. À, một cục cổng đang ngồi sinh tồn với mấy đứa nhỏ luôn. Hay dữ trời. Từ từ nó bay qua à, đi đi. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Bắn đi. Bay rồi. Giờ chân vô nhà đó thấy không? Bắn cạnh hướng cho né khỏi nhà ta, đúng không? Mình bắn ná rồi phải né mà, xéo qua. Ừ thấy rồi. Bay ở đâu? Kệ, lẹ lên, lẹ lên quá trời. Bắn cầu viện trước đi, bắn cầu viện trước đi. Rớt. Bắn cầu điện lẹ. Rồi nó bay luôn rồi. Quá dở rồi. Ừ đứng đi. Đừng bắn. Kệ bắn đi, cho bắn đi. Đừng la, đừng la. Bạn con nè. Đừng la. Bắn chim đừng la kệ. Ừ. Từ từ ra xe kìa. Mấy nhóc nhỏ nó dành quá nè mày. Giờ phải đi tách riêng bắn mới có đồ nướng được. Chúng thôi tụi nó là bắn tụi nó không được đồ nướng. Té luôn. Bay rồi. Súp bom. Hay quá cô. Quá trời bự luôn em ơi. Ừ. Chừng máu không đó. Thấy không? Rồi, thử luôn luôn. Để nó thử đâu, thử luôn. Con này hồi nướng ngon lắm nè. Thôi, bắn bắn banh thịt hết. Rồi. Chết. Hay hay không? Chưa, đi kiếm thêm. Dữ trời. Đỉnh chưa? Chim. Chim bự, chim bự để anh bắn có ăn được. Ừ. Tiếp 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 làm gì? Bắn hao đạn. Đi,
kìa, chim kìa, chim kìa, hai thằng, ba thằng lại dứt xỉa lên. Đúng rồi, bắn lên vô đạn đi, đừng quên đạn anh bao đó, hay dưới trời, vô lẹ lên. Trời ơi chậm quá, nó bay luôn rồi. Ờ, đúng rồi, để cho túi quần á lặn dở quá, bắn gì hồi là không có mồi nhậu luôn. À. Gì? Đi anh, đi anh, đi anh. Chết. Không, 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 không. Đó. Rồi, cũng luôn rồi. Chân chưa? Ghê trời, lộn đi, nhiều quá. Ghê trời, bắn gớt luôn. Bắn cái gớt chứ được. Rồi đi. Còn nghe anh em. Sống gần sống, sống gần sống nha. Còn sống á. Nhổ một cánh á, nhổ một cánh á. Ê, sao á? Tao hết tay luôn rồi. Rồi. Tiếp, tiếp. Dữ quá. Mày nhập nhỏ chứ không, xe của người ta không có phá. Ê khoan, ở đây, ở đây còn con nè, ở đó đi, đứng đó, đứng 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 đó đi, anh lại đang coi đó, anh bắn lùa lại cho. Té này nè. Thế nào mày? Rồi rồi. Ấy đâu rồi? Ăn trúng luôn á. Gì? Đâu? Dạ. Không sao đâu. Rồi, nó chết rồi, đọt bánh luôn rồi. Lắm. Hàng rào 40. Từ từ đó, từ từ thôi. Rớt con nữa anh em. Từ từ thôi, từ từ thôi. Thấy chỗ nào không? Hay dữ dời, tính má, tính bé trùm chim vậy. Được con đó phải không? Rồi, mấy anh em tập trung đây nè, nhổ lông. Anh em đâu rồi, tập trung đây nè, tính chim nè. Tính ơi, lẹ lên. Cả anh phẩm sau đi chút nữa. Rồi. Đổ ra, đổ ra. Rồi. Quay. Chụp hình. Rồi, hả, mấy anh em đi được buổi nè. Rồi nè, vô nè. Ăn cắp cái em có nè. Được nhiêu đây nghe anh em, bây giờ bắt đầu chuẩn bị sinh tồn. Con ghê ghê. Mấy nhóc nhỏ bắn ghê quá anh em. Rồi để ná vô chụp hình ok, đây ná nghe nè, cắt vô. À, sắp hơn này nè. Rồi, đó, anh em thấy ghê không? Anh em thấy mấy anh em mình đi săn ghê chưa? À, có gì đạn của ai vậy? Rồi, để anh chụp hình cái rồi mấy anh em mình nổ sinh tồn đây luôn. Đó, anh em đi vào. Đây. Hai cục rồi. Rồi đi hồi đây mấy ná thủ siêu nhí ở U Minh bắt đầu nhổ lông chim. Chết bà. Vô đây đi, vô đây đi, không sao đâu. Không gì nhẹ thôi. À, đây con cu nữa nè. Tính nhỏ lông chim hay điều điện giờ. Này là Nhân với Bảo. Hello. Hello. Đỉnh luôn. Mà đây chim ní ní không? Mà ngon lắm anh em. Để chút nướng cho anh em mấy anh em coi ha. Lần đầu nhỏ lông chim luôn. Sao mấy mày nhỏ con bự? Nhỏ đi. Con bự, con bự nhỏ 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 từ cộng, từ cộng ở chỗ cổ đó. Nhậu đi. Từ cộng thôi. Cái cổ nó dễ tét, thấy chưa? Anh kêu rồi mà. Không sao đâu. Dễ. Em nắm cái mỏ nè, nhổ ngược xuống. Nắm mỏ. Ờ, rồi nhổ ngược xuống từ cộng thôi, đúng rồi.
Đó là một sinh tồn luôn, rồi để đây em gom lửa anh đốt sinh tồn cho. Giờ sau đây sẽ đốt lửa cho mày đặng sinh tồn. Lấy củi này đi, lấy củi này cho nó đó. Rồi, đây cái này lấy cái này làm củi. Cái miếng củi này của ông cậu. Đốt nướng cho tụi nhỏ nó ăn nghe nè. Đúng rồi đây. Này. Mày ăn con tính ăn con cú không mẹ? Con đó của em. Con cú. Thì hồi mình nướng rồi mình chia ra. Thui lửa, đừng kiếm lửa nha, đừng có đưa vô khói nha. Đưa khói là nó đen con chim. Lửa này nè cho nó quéo lông, thấy không? Lấy cây nè, lấy cây nè, kẹp đầu vậy nè. Đó, thấy không? Đừng đưa đây, nó hôi lắm. Chưa, mình thui thôi, còn mình xỏ sao, chưa? Thì ngồi đi mình xé ra. Ơi, con còn quay nè. Nè. Nó hồi mình xỏ sao? Con nào cũng được, đấy. Máy nóng. Thôi để nó. Chết da, chết da tao. Thì thôi nó đi nè. Con nó sao đấy? Một hồi anh thừa không? Giấy. Con cây nào xấu? Để hồi anh xỏ sâu nướng rồi cái đầu chừng đi anh làm cho nhanh mà. Cái bên này. Cái quay còn bên. Đó. Cái này nhỏ nhất của gì? Nhiều quá. Em công tử tao quá. Còn bữa tới nhất gái em lồng ngách đi dài thòn. Bé tới lớn rồi có con có chứng kìa. Cái này nhỏ nhất phải không? Dạ. Đó, anh sỏ vậy nè. Thì giống kỳ kẹn con nhiều quá. Thấy chưa? Wow. Thôi đăng chụp hình cái nữa. Xéo nha. Rồi, cái là mình kiếm than, mình đợi than. Chứ không phải mình nướng lửa hả? Không, nướng lửa ở đây rồi luôn, mình đợi than, đợi cho này cháy hết, rồi đã có than rồi nè. Thôi lại. Bắn con cò, bắt con cò trong lợp thì có. Chạy nắng lượm anh khúc cây tròn tròn bự ơi. Chỗ khắc khúc cái chỗ đó. Khúc cây anh dằn. Khúc cây á. Nè than nè. Thấy chưa? Đúng rồi, cục thôi, đúng rồi. Đây nè. Rồi. Để nó cho chín. Chín, ừ, mình giặt lửa ra hai bên vậy nè, chín. Chút à, ngắn chim. Mà có chín. Con nhỏ có chín. Để chút nó chín nè, từ. Thôi mình cứ đi ngủ chưa, dắt đi. Đi đi. Đâu rồi, nhân đâu? Đây nè. Rồi mọi người chín nữa nè. Đó, hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người. Rồi vô nè, lấy cho ăn. Hello quá trời luôn rồi mưa. Rồi, dầm mưa luôn, ăn luôn. Tại vì dân chơi mà. Đó, ăn đi, đứa con chọn đi. Em con cuối. Con cuối. Ôi con cuối. Dạ, anh không ăn đâu. Rồi. Anh không nè, ăn. Nè bảo không? Ôi con của em. Rồi cho con tính con này luôn. Nó bự nhất. Nó chấm vô đây. Đó, cái này nè, hồi ăn nữa. Ăn đại đi, anh ăn nhường cho ăn đó. Đúng không ăn hả? À, mình quay phim thôi. Đúng. Được ăn ăn hả? Tách ra tự xử đi, mốt lớn là tự sinh tồn lên, ai đâu nuôi. Vô, ngon không? Đúng rồi. Ngon. Nóng quá. Ngon rồi. Rồi ăn đại đi em. Xôm lên. Anh đang làm ngon. Anh đang làm ná. Mời mọi người nhé. Có ai fan của anh Tăng không? Anh Tăng lấy đồ. Vô. Lấy đồ da đen. Thơm không? Thơm. Đường nào mà không thơm được. Chỉ mình thừa nướng mà không thơm được. Nướng là xanh quá trời ngon luôn. Đúng. Chút nữa cột khung cho Bảo với Nhân nữa xong phải không? Rồi xong. Còn thừa đi đâu? Chút nữa anh thừa hết mưa, anh thừa đi đám mà. Đám bển hả? Ngồi xích xác vô nè. Ngồi xác vô. Rồi xác vô ăn hết rồi phải đi đâu tí. Chút. Ức kìa. Dục. Em muốn ăn cái. Ăn cái đầu thôi, cắn đầu nó. Ừ, ngắt cái ăn. Ngon bà. Ngon không? Con dục luôn. Cái này là ức con cua điếu. Ăn đi. Xé mình mạnh lên, xé. Cái này ăn được hết luôn. Ừ, hết luôn. Cái này ăn được không? Được. Đó bầu tử đó. Dứt. Mấy con chim này nó ăn trái cây mà. Ngon không? Rồi tới luôn vậy. Bảo, ngon không Bảo? Ngon quá mọi người. Thấy em ru trời. Đây, Nhân. Hello mọi người. Hello mọi người. Rồi ăn đi, hello hoài vậy. Ăn đi. Hello. Nè hello rồi, mày hello một lần thôi.
mấy anh em mình ăn quá trời nè, sinh tồn bây giờ cũng đang mưa rồi, thấy không? Thì chút dập lửa than này mới đi được chứ thôi nó cháy cái làng luôn. Đặt mấy nhóc nhỏ này sinh tồn mới mốt là lớn lên là dữ dằn luôn đó. Rồi ăn đi, thoải mái lên nè, nhấn chụp xé hai cái đùi liền. À, lâu lâu mới có anh về anh dẫn đi chứ dễ gì mốt dễ gì. Ngon không? Ngon. Muối của anh ngon không? Ngon. Muối vừa ăn đúng không? Bỏ đi, bỏ ruột trắng đó, ăn thịt thôi. Bỏ tay đi, tự xử đi. Ừ. Nhân sinh tồn mà kêu thừa tắt đúng không? Đúng. Mình tự xử thôi. Bảo nữa đi Bảo. Ăn hết ăn nữa đi cưng. Ngon dữ vậy. Nhân nữa nè mọi người. Nó. Ngon không? Dạ ngon. Nó vàng rồi. Nó dầm mưa luôn mọi người. Rồi, video kết thúc đây mọi người. Có gì ủng hộ mấy anh em mình. Bye bye. Rồi tạm biệt mọi người. Bye. Tạm biệt. Bye.